Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại bây giờ thì Hùng đang có mặt tại phòng thu của anh Nguyễn Đình Vũ. Và hôm nay thì hai anh em sẽ cùng nhau cover một ca khúc mà anh Vũ đã sáng tác năm 2016. Đấy. Ca khúc được mang tên Chúng ta dừng lại ở đây thôi. Đúng ra là sẽ hát trên cái beat của Nguyễn Đình Vũ. Nhưng mà tại vì cái beat của Nguyễn Đình Vũ là cái beat mà thuộc dạng là dành cho những cái tông người nữ. Mà tông nữ, tông cute, phong mê que, tông ở trên trển lần đầu anh. Rất là cao cho nên quyết định phải sử dụng beat của anh Hoàng Vinh. Thì hy vọng là mọi người sẽ thích cái bản cover này. Nói chung là một bản cover tự phát. Để xíu nha, em thuộc lời chưa? Em cũng thuộc. Thuộc nhiều hay là thuộc xương xương? Thuộc xương xương. Rồi ok, cái nào không nhớ thì anh đẩy vô. Ok. Rồi, đợi anh xíu nha. Hiện nay em vẫn còn đang mở nhạc đó mọi người. Em sợ em bài của mình mà hát phô hơn là quê lắm. Rồi, yeah. Anh đây, vô. Ok. Em mê, lên em mê. Hôm nay em đeo bớt rồi đó. Mày hát cho hay nghe chưa? Mày hát không hay là mày biết rồi đó. Mày hiểu cái cảnh rồi đó. Cô đang đuổi em về Tiền Giang rồi. Anh mê bỏ lắm em ơi. Đi trước đi. Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại nghỉ nơi đây. Cố gắng níu kéo chẳng được gì. Anh biết cả hai cũng chẳng còn yêu đương. Xa xí những lời khiêm nhường. Yêu nhau chỉ còn lại bóng tối, hai đứa chẳng muốn trao cơ hội. Anh nói đôi câu mình lặp lại bên nhau, nhưng cũng chỉ khiến ta thêm nhức đầu. Hôm nay ta sẽ chia tay, anh xin bên em lần cuối, yêu em hơn, quan tâm hơn ngày mai, hai chúng ta sẽ không gặp nhau, sẽ chẳng còn là của nhau. Lần đầu vài giọt nước mắt đã rơi âm thầm, chúng ta đều sống. Rồi cũng đến lúc đưa em về, chạy qua con phố vẫn thương về nhà. Chào nhau câu cuối lặng lẽ nhìn nhau. Ta dừng lại ở đây. Nói chung là đây là một ca khúc nó cũng khá cao so với giọng của Hùng. Nên là có anh Vũ rất là khiêm tốn khéo léo này giúp đỡ đàn em. Nên sau này Vũ với Hùng mà có song ca đó thì tôi quyết định sẽ lựa một bài song ca nam nữ, anh hát giọng nữ chưa? Đó, em hát giọng nam chưa? Đừng giận anh em nhé. Đó, Trương Đan Trương Trương Đăng Hùng. Trương Đăng Hùng. Và cái gì mấy cái tên chịu quá mất tiêu rồi. Anh hỏi em hỏi ai? Cái tên là Trương Nghi phải không ta? Lâu quá rồi. Không nhớ nổi luôn mà mình làm bài đó đi. Được. Khi hết yêu nhau chỉ còn lại bóng tối, hai đứa chẳng muốn trao cơ hội. Anh nói đôi câu mình lặp lại bên nhau, nhưng cũng chỉ khiến ta thêm nhức đầu. Hôm nay ta sẽ chia tay, xin bên em lần cuối, yêu em hơn, quan tâm hơn ngày mai, hai chúng ta sẽ không gặp nhau, sẽ chẳng còn là của nhau. Lần đầu anh thấy anh yêu lâu, lần đầu tiên anh thấy anh biết trân trọng. Vài giọt nước mắt đã rơi âm thầm, chúng ta đều sống. Anh vô luôn. Rồi cùng đến lúc đưa em về, chạy qua con phố vẫn thương về nhà. Là la 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 nhìn nhau, chúng ta anh em hát mà em cũng sắp nổi dựng dựng da gà lên đó luôn. Nên chúng ta đều sống, rồi cũng đến lúc đưa em về, chạy qua con phố vẫn thương về nhà. Chào nhau câu cuối lặng lẽ nhìn nhau, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Chúng ta ở đây thôi.
vọng mọi người sẽ thích cái bản cover hát live trong phòng thu của anh Vũ và Hùng. Ghê chỗ phòng thu có hai cái micro không tìm hát, thích hát chay gì đó được. Chay luôn. Để dành tặng riêng tất cả quý vị. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối, một buổi ban ngày nghe nhạc thật là vui vẻ. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của Trần Quang Hùng và subscribe kênh YouTube của Quýt Đình Vũ. Đúng rồi, phải có subscribe kênh YouTube của Trung Thành Nhi nữa mà tại vì tới muộn. Đúng. Đúng không mọi người? Chi 7 giờ nó mới tới. Đó. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Xin chào. Cả nhà nhìn là biết tôi đang ấy rồi đúng không? Ok, nếu bạn nào theo dõi Hùng trong thời gian vừa qua thì mọi người biết Hùng luôn luôn tự hào chia sẻ về một dòng sản phẩm Hùng đã dùng để làm đẹp 5 năm qua. Đó chính là bột yến mạch. Và trong hơn 2 năm kinh doanh dòng sản phẩm này, Hùng đã tạo dựng nên được một thương hiệu mang tên riêng của Hùng mà rất là nhiều khách hàng yêu mến trên toàn quốc gọi Hùng một cái tên rất là trìu mến, đó chính là chú Hùng Yến Mạch. Và trong thời gian mà Hùng kinh doanh thì Hùng đã nhận được rất là nhiều những cái đóng góp chia sẻ của khách hàng. Cho nên trong 4 tháng tìm hiểu vừa qua, Hùng quyết định nâng cấp dòng sản phẩm của mình lên một tầm cao mới. Và ngày hôm nay Hùng muốn chia sẻ đến với tất cả mọi người, đó chính là dòng sản phẩm được mang tên bột yến mạch ngọc trai. Và như mọi người thấy, trên dòng sản phẩm này sẽ có logo, tên và chữ ký của Hùng, để thứ nhất là tránh hàng nhái, hàng giả. Và cái thứ hai, có rất là nhiều khách hàng yêu mến muốn có một chút gì đó kỷ niệm khi mua hàng của tôi, cho nên là tôi sản xuất hàng loạt luôn. Và cách dùng sản phẩm này rất là đơn giản, mọi người nhìn nhá. Ok, và bột yến mạch ngọc trai có những cái hạt li ti sẽ cung cấp cho bạn collagen thẩm thấu đều vào da, giúp da chúng ta trắng mịn một cách hồng hào tự nhiên. Những làn da bị mụn, bị thâm, sử dụng dòng sản phẩm này thì chắc chắn nó sẽ mang lại cho bạn một hiệu quả rất là tuyệt vời. Hùng cam đoan và đảm bảo với các bạn rằng là chỉ cần rửa mặt lần đầu tiên xong, bạn sẽ cảm thấy da mặt mình rất là nhẵn mịn, và mình sử dụng lâu dài nó sẽ mang lại cho bạn một làn da rất là tuyệt vời. Ok, và nếu bạn nào chúng ta quan tâm đến cái dòng sản phẩm này, mọi người có thể lên Facebook và gõ fanpage Trần Quang Hùng, hãy inbox cho Hùng để Hùng có thể tư vấn cho bạn rõ hơn chi tiết về dòng sản phẩm này nhé. Rất là mong khi sử dụng dòng sản phẩm này, các bạn có thể tự tin khi đi ngoài giao tiếp mà không cần phải make up, cũng như là tạo thêm được nhiều mối quan hệ quen biết. Vì chúng ta có làn da đẹp thì chúng ta sẽ luôn luôn tự tin, đúng không nào?